What it means to be adopted. Nuôi có nghĩa là gì? Teacher Debbie Moon's first graders were discussing a picture of a family. One little boy in the picture had different color hair than the other family members. Cô giáo dạy lớp một Debbie Moon đang thảo luận với các em học sinh về bức tranh vẽ một gia đình. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc khác hẳn với màu tóc của các thành viên còn lại trong gia đình. One child suggested that he was adopted and a little girl named Jocelyn Jay said, I know all about adoptions because I'm adopted. Một học sinh nhận xét cậu bé đó là con nuôi và cô bé Jocelyn dây lên tiếng phát biểu. Mình biết rất rõ về con nuôi vì mình cũng là con nuôi mà. What does it mean to be adopted? asked another child. Thế con nuôi có nghĩa là gì? Một học sinh khác hỏi. It means, said proudly Jocelyn, that you grew in your mother's heart instead of her tummy. Con nuôi có nghĩa là thay vì bạn được sinh ra từ trong bụng mẹ, thì bạn được nuôi dưỡng và lớn lên từ trong trái tim của mẹ. Jocelyn kiêu hãnh trả lời. George Dolan